Việt Nam lên tiếng về tình hình eo biển Đài Loan. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên sáng 3 tháng 8 về tình hình eo biển Đài Loan. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, một Trung Quốc có nghĩa là trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc. Căng thẳng quanh eo biển Đài Loan đã tăng cao khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có chuyến thăm ngoài lịch trình đến Đài Bắc tối 2 tháng 8 bất chấp các cảnh báo từ Trung Quốc đại lục. Theo quan điểm của Trung Quốc, việc bà Pelosi đến thăm Đài Loan là sự vi phạm nghiêm trọng chính sách một Trung Quốc mà Mỹ đã cam kết và gửi tín hiệu sai đến các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Chỉ hơn 15 phút sau khi bà Pelosi đến sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc, Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã loan tin quân giải phóng Trung Quốc sẽ tập trận ở 6 vùng bao quanh đảo Đài Loan từ rạng sáng 4 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8. Trong số này, có một số vùng nằm sát đảo Đài Loan chồng lấn với vùng nội thủy và lãnh hải mà Đài Bắc tuyên bố. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc thì tuyên bố các hoạt động quân sự bắt đầu từ tối 2 tháng 8 với sự tham gia của tiêm kích tàng hình J-20. Một đoạn video sau đó được chiếu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho thấy các tiêm kích này xuất kích trong đêm tối với đầy đủ tên lửa được gắn dưới cánh. Tại Bắc Kinh, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã bị Trung Quốc triệu tập để phản đối và yêu cầu Washington sửa sai ngay lập tức. Trong cuộc họp báo sau đó tại Nhà Trắng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định chuyến thăm của bà Pelosi không thay đổi lập trường của Mỹ đối với một Trung Quốc. Ông Kirby cũng cho biết, việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ quyết định thăm Đài Loan là hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của bà và điều này không xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Mỹ thừa nhận chính sách một Trung Quốc và công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc đại lục năm 1979.